Rave in Theater, đại tiệc EDM đầu tiên trong nhà hát. Một không gian độc đáo, đột phá, sáng tạo, tràn đầy cảm xúc. Dàn headliner cực chất, DJ quốc tế Quang Đen, phù thủy phối khí Massive, producer cực tài năng Hoa Rose. Các Rave đã sẵn sàng bùng nổ với sự kiện tôn vinh âm nhạc điện tử